anh nghe anh nói đã. Bà bị điên à? Sao tự nhiên lại đánh người yêu tôi? Bà bị làm sao đấy? Đúng, tôi bị điên đấy. Tôi điên cho nên mới thấy rõ bộ mặt thật của anh ta đấy. Cũng muộn rồi, để tôi gọi chồng tôi đến đón. Ừ, thế thì thôi, để tôi cũng gọi người yêu tôi đến đón vậy. Alo, anh à? Anh đang ở đâu đấy? Để đến đón em được không? Được, em đang ở đâu? Em đang ở quán cà phê bọn mình hay ngồi á. Đợi anh một chút nhé. Đến nhá. Anh đến nhé. Chưa, anh bận lắm, thôi nha. Ơ à. Sao thế? Anh ấy đang bận, chắc là tôi phải tự bắt xe về rồi. Ờ à. À, mà thôi tôi đi vệ sinh một lát nhá. Ừ, đi đi. Của em đây. Mà sao tự dưng em lại giới thiệu anh với bạn em làm gì? Cô ấy là bạn thân của cấp 3 của em, anh cứ ngồi đây một xíu thôi. Người ta là bác sĩ nha khoa cực kỳ nổi tiếng đấy. Bác sĩ nha khoa á? Ừ. À, mà sao bạn em mãi không ra thế nhỉ? Hay thôi, mình đi về đi, nhanh lên. Ơ, kìa, à, đây rồi, Trang Anh. Đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Đây, giới thiệu với cả anh, đây chúng là Trang, bạn thân rồi cấp 3 của em. Thì với bà đây là anh Long, người yêu tôi. Chào anh. Người yêu bà tốt thật đấy, vừa mới gọi mà đã đến rồi. Chồng tôi nói anh ấy đang bận, bảo tôi tự bắt xe về. Đây là điểm khác biệt giữa chồng với người yêu đấy. Chắc anh Long không phải loại người đấy đâu nhở? Thôi, để bọn tôi đưa bà về luôn nhá. Vậy thì phiền bà rồi. À, suýt thì quên, tôi có cái này để tặng cho bà đây. Đây là viên uống đêm da tảo sâm toàn dược liệu quý, nào là tảo xoắn spirulina, tảo lục chlorella, glutamine, tinh chất cần tây kết hợp với hạt sâm tố nữ, collagen giúp làm đẹp da, mờ vết nám, tàn nhang. Ngày thứ hai viên tảo sâm kết hợp với cả bôi kem chống nắng Rich Skin Sunscreen giúp làm bảo vệ da dành nắng mặt trời, chống lại tác hại của tia UV, còn dưỡng ẩm tăng đàn hồi cho da. Trước à, tôi cũng bị nám sạm da còn đen như bà ấy, nhưng mà được anh Long mua cho tặng. Giờ nhìn khác chưa? Ờ, thường thì lúc mới yêu ai cũng chiều chuộng như vậy cả, nhưng mà đến khi lấy vào rồi thì ngay đến cả mặt mình cũng không muốn nhìn nữa. Đúng rồi, nên là mình phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Để tôi bôi cho bà xem nhá. Long, bây giờ anh về nhà hay là đưa Thương về? Ơ, bà nói như thế là có ý gì đấy? Cậu đi mà hỏi anh ta ấy. Nói sao ạ? Trang, anh nghe anh nói đã. Bà bị điên à? Sao tự nhiên lại đánh người yêu tôi? Bà bị làm sao đấy? Đúng, tôi bị điên đấy. Tôi điên cho nên mới thấy rõ bộ mặt thật của anh ta đấy. Thương, em đi về trước đi, để anh giải quyết. Ơ, sao? Anh sợ người tình bé nhỏ của anh biết chuyện à? Anh sợ cô ta giận anh hay sao?
thì anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh ta là chồng của cậu à? Không. Loại người vô liêm sỉ này không phải là chồng của tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.